Tôi bị chóng mặt quá, chắc là do uống nhiều rượu. Cho tôi xin phép, tôi về tôi nghỉ ngơi. Khi nào khỏe, tôi quay lại sau nhá. Con anh cứ nói đùa, con anh đã uống thế nào đâu. Con anh cứ vào chơi đi, vào chơi thoải mái đi, không phải lo gì, cứ nhưng vào mà, đi. Nhưng mà, tôi về đây. Nơi này không phải thích đến thì đến, thích gì thì đi mà tôi nhá. Nên cải trang thành nam để sang học lén ạ. Con gái học hành cái gì? Con xin lỗi ạ. Con phải đi tắm đây ạ. Này, cứ liều hồn đi nhá. Chỉ tại bà thôi. Tại tôi là tại thế nào? Chiều chuộng nó lắm vào. Có mà ông ấy. Con cái quá lão. Ôi giời, ông quá đai đấy hả? Mời cô tắm ạ. Này, ở nhà ông bà có nói gì cô không? Không biết. Nói với mày, ngang nói với hòn đất. Này. Cái gì đấy? Đi ra. Mày còn khóc à? Mày không được không? Hả?
Bây giờ cô gọi ông bà nghỉ xuống đây, tôi sẽ giải thích cho nhé. Ừ được rồi, nhưng mà đừng đánh nhau nữa nhé. Được rồi, đi nhanh lên, khẩn trương lên. Hứa nhá. Rồi khổ quá, đi nhanh lên. Cho anh nhận tát em. Đưa áo đây cho cô. Đưa áo đây cho cô. Tôi vào nhầm. Có gì thế này? Ôi chết rồi. Thưa bà, thằng này trong lúc con đi lấy ngô cho trâu ăn thì con gặp nó làm sao? Ôi trời ơi, nó dám cả gan, nó dám cái gì? Không có dám đâu ạ, đấy là trật tự. Dạ thưa bà, nó dám ngủ gật bà, nó không chịu say ngô bà. Ôi trời ơi, cái thằng này tưởng cái chuyện gì, cái việc ngủ gật thì có vấn đề gì đâu. Nó mệt, nó làm vất vả suốt ngày thì nó cũng phải có lúc ngủ gật chứ. Người chứ không phải là trâu bò đâu. Dạ thưa bà, vậy thì tốt quá. Từ nay nếu như chúng con mệt, bà cho phép chúng con được ngủ nhá. Cái gì? Ngủ nữa phải có mức độ của nó thôi chứ. Dạ vâng ạ. Thôi, con này, đứng đây làm gì? Đi vào trong cô đi chứ đứng đây à? Dạ. Hai thằng này, dạ. Biết. Dạ vâng ạ, đi. Đi. Này, tao dặn nhá, đứng đây trong cô mà đừng có đi đâu nhá. Đừng có để mấy thằng nó lấp la lấp ló mày chết với bà, nhớ chưa? Hai cái tên này chắc là nhìn thấy hết rồi. Phải làm sao đây ạ? Ôi sướng quá. Ôi thích thế không biết được. Xuống đây ạ. Cho đi. Cái gì? Dạ. Mày dậy, không mày đi theo tao. Dạ. Mẹ cha nó chứ. Ra rồi mà lại còn tòm tem với dạy trẻ. Ông ơi, ai tòm tem đấy ạ? Mày không cần biết. Ông nói lại. Dạ. Không được để cho một đứa nào chạy thoát. Hiểu chưa? Dạ. Bắt trộm cái gì không? Mày không cần biết. Dạ. Đi theo tao. Lấy đi. Tập lại đi theo. À, con chuột này, mày ăn cắp mấy củ khoai của ông rồi, hôm nay ông mới bắt được mày nhá. Mày chạy đi đâu? Ông ơi, ông cái gì? Ông cho phép con hỏi ông một câu nhá. Mày hỏi cái gì? Thằng trộm nó ở đâu hả ông? À, nó ở đây, lối này. Chống mày ông, chống mày. Vâng. Con xin phép hỏi ông một câu nhá. Ông bảo là bắt trộm thì phải bịt mắt. Ừ. Thế nhỡ bịt mắt vào con không nhìn thấy, con đánh nhầm ông thì sao? Mày ngu lắm. Không cần phải đánh. Mà nếu con đánh thì mày đánh về đằng trước. Ông đứng đằng sau mày thì làm sao mà đánh vào ông được? À thế là con phải đánh vào đằng trước. Như thế này. Thằng ngu. Đang bắt trộm. Ông ơi. Thế bây giờ chúng con đếm để ông đập nhá. Ông đếm mày đánh. À, dạ vâng. Dạ. Một, hai, ba. Đây rồi. Anh mừng. Mày vào đây làm cái gì mà mày lại cởi chân như thế này hả? Sao ông lại ở đây hả? Ở đây là thế nào? Mày vào làm gì? Hả? Con bóp chân cho bà. Làm gì? Hả? Nó vào bóp chân cho tôi đấy. Sao? Làm cái gì mà ông thâm thụt ở cái phòng tôi thế hả? Như cái thằng ăn cắp ấy hả? Ông không làm gì đấy hả?
mày vào bóp chân cho bà. Dạ vâng ạ. Tao thì cứ tưởng là... Tưởng cái gì? Hả? Ông nhá, tôi nói cho biết già rồi mà lúc nào cũng đa nghi Tào Tháo nhá. Nhá, có thích không? Có thích thì vào hầu hạ tôi ngay lập tức. Đi vào đây, vào đi. Ông đi vào đây hầu hạ tôi nhá. Để cho hết đường nói nhá. Lúc nào cũng nói. Chị sắp xong chưa? Sắp xong rồi em. Em lên trước nhá. Lên nhá. Mày cứ thùn thộp như thế thì ai mà chịu được. Ông ơi, tôi sắp xong rồi ạ. Được, cứ để đấy. Dạ. Ba thằng nghe tao hỏi đây. Dạ. Chúng mày có biết đánh võ không? Dạ. Không, không ạ. Cái gì? Dạ, không, không ạ. Không biết đánh võ à? Dạ. Tao hỏi đây này. Bây giờ tao bị một con voi nó giày xéo lên thân xác của tao, chúng mày có dám vào ứng cứu ông không? Dạ, dạ thưa ông, là dạ có chứ ạ. Giả tỷ là có con voi nó giày xéo thân thể ông thì con sẽ lao vào kéo tai con voi nó ra như thế này ạ. Con đảm bảo là con voi nó sẽ nghe theo lời của con ạ. Mày lao vào cầm tai con voi kéo ra. Dạ vâng ạ. Voi nó nghe lời mày à? Dạ vâng ạ. Nếu ông không tin nhá, khi nào con voi nó giày xéo thân thể ông cứ gọi con. Con sẽ làm thử cho ông xem. Lắm này hai thằng. Thằng này nó nói là nó có tài điều khiển được con voi rừng. Có đúng không? Dạ không ạ. Dạ đúng ạ. Tốt lắm. Thế thì từ nay thế này, ngoài công việc mày giúp đỡ bà nhé, dạ, mày kiêm cả cái việc giúp đỡ cho ông nữa. Tốt quá. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Ông ơi. Dạ thưa ông, ông cho phép con xin hỏi ông một câu thôi ạ. Dạ, cái tỷ dụ mà ông vừa đưa ra ấy thì nó không có thật, bởi vì ở cái làng này đã bao giờ có voi về phá phách đâu ông nhỉ? Ôi trời ơi, mày ngu lắm. Voi rừng thì nó chưa về, nhưng voi nhà thì rất nhiều. Chính tao cũng đang bị voi nhà nó giày xéo lên thân xác tao đây này. Sao? Voi nào mà lại dám mò đến nơi nhà ông bà Nghị mà giày xéo thế nhỉ? Voi nào nhỉ? Làm gì có voi nào? Toàn thiên nga mấy phượng hoàng nó đậu đầy dưới bếp cái kìa. Tôi nói cho ông biết nhá, ông ấy già rồi nhá, đu đởn nó vừa thôi, mà mình đừng có theo mấy cái bọn trẻ này nhá. Có ngày nhá, tôi nói cho ông ấy, hùm nó đến nó bắt chứ không phải đợi đến voi giày đâu nhá. Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ đến tao hỏi ba thằng đây. Dạ. Cả đây. Tính tình thế nào? Dạ. Cẩn thận lắm à. Dạ. Tốt lắm. Dạ. Tính cẩn thận là tính rất quý. Đúng dạ. Rồi. Gia đình tao rất cần những người có tính cẩn thận như mày. Dạ. Còn thằng hai. Dạ. Lo xa lắm à. Dạ. Đúng à. Tính lo xa cũng rất cần, dạ, cũng rất quý. Gia đình tao, nhất là bà đây này, cũng rất thích cái tính lo xa. Dạ. Còn thằng ba. Dạ thưa ông. Dạ thưa ông là rất là lễ phép ạ. Lễ phép lắm ạ. Lễ phép cũng là một đức tính rất cần cho một gia đình sang trọng quyền quý như gia đình tao. Tao có phải không bà? Đúng rồi. Rồi. Bây giờ tao giao việc cho ba thằng đây. Dạ. Bây giờ mày mang con gà ô cựa dài rất quý hiếm của tao đấy. Nhớ là chỉ cho nó động lực 3 lần thôi. Dạ. Nhớ chưa nào? Dạ. Không được quá đấy nhá. Dạ. Xong đó rồi lại mang về đây. Dạ. Mày có biết không? Đấy là một con gà trước đây là vua ban thưởng cho ông nội của tao. Dạ. Đấy là một loại rất quý hiếm mà triều đình ngày xưa đã ban tặng cho cả họ nhà tao đấy. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nhớ là phải mang về cho nó lành lặn cho ông đấy nhá. Dạ. Đi. Tô. Ba thằng nghe bà dặn đã. Sang bên nhà ông chánh tổng ấy, nếu ông ấy có thưởng tiền thì phải nhớ mang về cho bà đầy đủ, không thiếu một cắc, nghe chưa? Dạ.
bà mà phát hiện được một trong những thằng nào mà gian lận thì chết bà đấy. Thôi cơm ạ. Thôi có cơm rồi, ông ăn cơm đi. Thôi bây giờ chúng mày xuống đấy, tao đã bảo con Mơ mọi nó luộc khoai rồi đấy. Dạ. Xuống mà chén nhé. Dạ vâng ạ. Rồi ông ăn cơm đi. Này, ba cái thằng này. Dạ. Chúng mày thèm cơm phải không? Cái gì thế? Đi xuống bếp ăn khoai đi. Dạ, dạ. Khi nào làm tốt việc ba thưởng cơm, nhớ chưa? Dạ. Làm tốt thưởng cơm. Dạ. Thôi, cơm. Ăn này. Em thèm cơm lắm. Đói lắm. Thôi được rồi, nói bé cái mồm thôi. Cứ xuống bếp đi, ta có cách. Từ từ thôi, không nghẹn. Thức ăn có cái này thôi à? Thế thôi, ăn thế này còn ăn thế nào nữa? Này ăn thì cũng được. Chứ chả có nói, về cũng khó nói. Thôi, ăn khoai đi, cơm nước cái gì? Đi vào. Chào con Mơ. Mày nóng lắm đấy. Nóng quá. Ok anh Mơ, anh không ăn khoai à? Khoai nóng ăn ngon lắm đấy. Cô Mơ ơi, anh tôi là hay nhường với chúng tôi ăn trước. Ở với kính anh tôi cẩn thận. Ý nước ngoài không? Ông ấy nọ xa sợ khoai hà khoai thối nên để anh em ăn thử rồi mới dám thử sau. Không như thế. Này, mình đã mất công đi ở cho ông bà Nghị giàu nhất trong vùng này, tại sao lại phải ăn khoai? Không ăn khoai thì anh nghĩ là được ăn thịt gà chắc. Mày ngu, thịt khoai. Dạ. Dạ bạn. Ôi, mắt. Nghe anh nói đây này. Đó. Bây giờ chúng ta phải có kế hoạch như thế. Đúng chưa? Thôi. Anh ơi, làm như thế người ta bắt được thì chết. Chết. Sợ cái gì? Cứ nghe theo anh dặn, cứ thế mà làm. Ít ra trước khi chết cũng biết được hương vị của miếng thịt gà nó như thế nào. Thịt gà. Thế nào? Tôi. Để anh đâu? Để anh. Anh làm gì để làm? Miếng thịt có thịt gà ăn là được. Vào ăn khoai. Ê, mẹ. Dạ. Đậu ruột quá. Dạ, thưa anh cả, nhưng mà em thích mà. Chỉ ăn mới ngủ. Nào mất giật tụ, đi ngủ đi. Dạ, nhưng mà anh... Đi ngủ. Vâng. Bây giờ sao đây? Đi ngủ đi. Nguyệt, Nguyệt theo tranh đấy à? Mà anh vừa thổi sáo à? Đúng rồi, tôi thổi sáo đấy.
Nghe cũng hay đấy. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Ồn ào lắm. Vậy thì... ngày mai tôi không thổi nữa. Tôi đừng. Sao thế? Tại vì... tôi thích. Mà sao anh lại ở đây? Nếu thầy mẹ tôi phát hiện ra thì sao? Nguyệt ơi, Nguyệt đừng nói cho ai biết nhá. Cũng chỉ vì là tôi thấy Nguyệt chưa ngủ, cho nên là tôi đứng đây canh, sợ trộm nhảy vào thôi. Nói dối, có phải anh muốn... về phòng ngủ đi. Tôi không là tới la lên là thầy mẹ tôi biết anh sẽ ăn no đòn đấy. Nguyệt ơi, Nguyệt, xin Nguyệt đừng nói cho ông bà Nghị biết nhá. Chẳng hiểu tại sao tôi không thể nào ngủ được khi mà Nguyệt vẫn còn thức. Vậy thì tôi sẽ đi ngủ. Nhưng anh cũng về ngủ đi nhá. Mà này, chuyện hôm trước anh đừng nói cho ai biết nhá. Không là tôi sẽ mách thầy mẹ tôi đấy. Điên mà nói à? Nguyệt, tôi thề với Nguyệt là sẽ không nói chuyện đó cho ai biết. Nguyệt ơi, Nguyệt đồng ý cho tôi đứng đây canh giấc ngủ cho Nguyệt nhé. Khi nào Nguyệt ngủ say, tôi sẽ đi về. Nguyệt. Cái gì? Anh cho em xin lại cái... Mày ra đây làm gì? Anh cho em xin lại cái sáo. Em không ngủ được. Em mang về em thổi. Mày lấy sáo làm gì? Sáo của tao chứ. Sáo của em mà. Đi về. Đi về. Bây giờ thì em buồn ngủ rồi. Em về đấy. Chết nhầm đi đường này.